con một lời như đó Chúa đi. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ OLED độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Một phút rồi này. Stop. Dì móng vô ai? Dì móng vô. Nhớ gì không? Đừng eo ban nha. Nhớ gì không? 1, 2, 3. Dì bên. Chị không biết rồi. Không biết rồi. Vậy con quan sát đi. Hôm nay là cái thời điểm để con sai khiến mấy anh. Mày con 1, 2, 3 tuổi là lên phòng nho xử lý. Nho, giống không? 1, 2, 3. Dì bên. Hòa hạng nha. Dì bên kéo dài ra nữa. Dì bên. Cái này là chặt bà nó phải bông. Thank you.
Chương trình tập huấn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì ở ngay tại Bangkok, Thái Lan, thì trong cái chương trình từ ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21 và tất cả các cái ngày thì chúng tôi đều có các cái trận thi đấu. Chương trình tập huấn lần này đã được chuẩn bị cách đây là 2 tháng khi mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trở lại cái chu kỳ trở lại cho sự chuẩn bị của V-League mùa 24-25. Đầu tiên thì chúng tôi set up 3 trận đấu đá với Thai League 3. Chúng ta biết là Thai League 3 ở đây cũng là được xem là đội chuyên nghiệp và họ có cầu thủ nước ngoài. Thế là năm nay thì mùa bóng mới thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rất nhiều cầu thủ mới, và đặc biệt là tôi có tới 6 cầu thủ mới của từ cái đội U21 và một số cầu thủ trước đây là mình chuyển đi cho Đồng Nai mượn hay là Bình Phước mượn thì cũng gọi tất cả các em về. Thì chính vì đó là cần những cái trận đấu ở cái mức độ vừa phải, rồi sau đó thì chúng tôi có cái trận đấu với Thai League 2, Thai League 1, và đặc biệt là chúng tôi có một cái trận đấu ngày 21 và trước khi về nước là đá với Mumbai FC. Chúng ta biết Mumbai FC là một trong những câu lạc bộ rất là mạnh, từng nhiều lần vô địch của Ấn Độ, và họ đang tham dự cái AFC Cup, chuẩn bị tham cho trận AFC Cup. Họ cũng đang tập huấn tại Thái Lan, thì chúng ta có những cái kết nối với họ và hẹn nhau ở Thái Lan để mà chúng tôi tổ chức cái trận đấu giao hữu. Thì tôi nghĩ là tôi cũng nên chia sẻ với những người yêu mến bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, các cổ động viên, để hiểu được cái chương trình tập huấn của chúng tôi. Và sau khi kết thúc ở đây thì chúng tôi sẽ về Việt Nam để tiếp tục thêm một cái giải đấu thử lửa nữa với các cái đội bóng được xem là rất là chuẩn bị rất là tốt mạnh, như là Thành phố Hồ Chí Minh này, hay là đội một đội bóng ở hạng nhất nhưng mà được xem là ta biết là đang đầu tư rất lớn là Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định. Thì tôi nghĩ rằng là cái kế hoạch chuẩn bị cho Hoàng Anh Gia Lai cái mùa bóng năm nay á là hết sức cụ thể rõ ràng, và chúng tôi tin rằng là cái kế hoạch chuẩn bị này, đặc biệt là chuyến đi ở đấu tại Thái Lan á, sẽ tạo cho các cầu thủ có một cái động lực mới, sự tự tin, và đặc biệt là cho ban huấn luyện có cái rà soát và kiểm tra được cái trình năng lực của cầu thủ. Come on.
scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.